Trong không khí sôi nổi, toàn đảng, toàn quân và đồng bào các dân tộc trong huyện ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ 23. Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2020, thầy và trò trường Trung học cơ sở thị trấn Lang Chánh 1 đã long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học và trao thưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường. Dự lễ tổng kết có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể thị trấn Lang Chánh, ban đại diện cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo và đông đảo học sinh của nhà trường. Năm học 2019-2020, với sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, trường Trung học cơ sở thị trấn Lang Chánh 1 đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ giảng dạy và học tập. Về quy mô trường lớp, nhà trường có 8 lớp với 286 học sinh, trong đó có 4 lớp chất lượng cao, toàn trường có 20 cán bộ, giáo viên, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Xác định việc giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường là nhiệm vụ trọng tâm, năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở thị trấn Lang Chánh 1 không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp, hình thức dạy và học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh thông qua việc khảo sát để từ đó có kế hoạch bồi dưỡng học sinh. Cùng với đó, công tác phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên luôn được nhà trường coi trọng hàng đầu. Trong năm học, kỷ cương nề nếp nhà trường tiếp tục được giữ vững, tập thể cán bộ giáo viên luôn đoàn kết nhất trí với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả năm học, toàn trường có 78 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, chiếm 30,42%, 119 học sinh có học lực khá, đạt 41,61%, trên 71% học sinh có hạnh kiểm tốt, 19,58 học sinh có hạnh kiểm khá, 40 học sinh giỏi ở các lớp chất lượng cao đạt học bổng theo đề án của Ủy ban nhân dân huyện. Toàn trường có 5 giáo viên đạt giải giáo viên giỏi cấp tỉnh, 1 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp tỉnh. Gần 100 học sinh đạt giải các môn văn hóa, thể dục, thể thao, khoa học kỹ thuật cấp huyện. Với những thành tích đã đạt được, tại lễ tổng kết, nhà trường đã khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập, đồng thời trao học bổng cho 40 học sinh giỏi đạt học bổng theo đề án của Ủy ban nhân dân huyện. Đại diện lãnh đạo thị trấn cũng trao các suất quà khen thưởng động viên những học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện trong nhà trường. Trường cho các bạn